tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là lao động ở khu vực nông thôn sẽ góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu lao động, hướng tới giảm nghèo bền vững. Những năm qua, bên cạnh đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tỉnh Hưng Yên cũng đã quan tâm đến xã hội hóa công tác giáo dục nghề nghiệp thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp cùng tham gia dạy nghề, tạo sinh kế cho lao động nông thôn, phản ánh tại xã Cương Chính và Minh Phượng, huyện Tiên Lữ. Trước đây, chị Hoàng Thị Vân ở xã Cương Chính chỉ quen làm ruộng cấy lúa mà thu nhập chẳng được bao nhiêu, cuộc sống luôn khó khăn vất vả. Mấy năm gần đây, có doanh nghiệp may mặc về đầu tư tại địa phương, chị và nhiều thanh niên đã xin học nghề và làm cho công ty. Công việc gần nhà, ổn định, thu nhập lại khá cao nên ai cũng phấn khởi. Trước đây thì làm nông nghiệp thì 4-5 tháng mới thu được 1 tấn thóc, còn bây giờ thì mỗi 1 tháng thì đường đồng 1 tấn, hơn 1 tấn thì cuộc sống nó bớt vất vả đi và đời sống công nhân bọn em thì nó cũng khá hơn nhiều. Em học xong cấp 3 thì vào công ty và được công ty đào tạo cho 2-3 tháng và được làm chính thức. Lương của em thì hiện tại là được 8-9 triệu đồng một tháng, gần nhà, rất ổn định và rất phấn khởi. Hiện xã Cương Chính đã có 3 doanh nghiệp may mặc, điện tử, đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn, thu hút hàng trăm người dân trong độ tuổi lao động tham gia. Hàng năm, lực lượng lao động này còn được doanh nghiệp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề, tiếp cận với những mẫu mã mới trên thị trường. Bởi vậy, họ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về chất lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng. Việc làm và thu nhập của người lao động cũng vì thế mà được duy trì, đảm bảo. Ở những cái vùng nông thôn như này thì là hầu như là đời sống người ta rất là khó khăn, quen những công việc đồng áng thôi, không có một chút gì kinh nghiệm về cái nghề may mặc này cả. Nên là chúng tôi đã rất là tâm huyết và nỗ lực đào tạo và thuê người về để đào tạo, tạo sinh kế cho họ, giúp cho họ có một công việc ổn định hơn. Khu vực của chúng tôi đây thì nó là thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp mà về địa phương chúng tôi rất là tạo điều kiện. Hiện tại xã có khoảng 200 công nhân đang làm ở trong 3 doanh nghiệp này. Lương nó đảm bảo từ 6-9 triệu trên một tháng, nên bà còn phấn khởi lắm. Xác định rõ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo. Xã Minh Phượng đã tích cực hỗ trợ tạo điều kiện cho 2 doanh nghiệp và 5 cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đặc biệt là đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ. Nhờ vậy mà tỷ lệ lao động từ lĩnh vực nông nghiệp chuyển sang lĩnh vực công nghiệp của xã trong mấy năm gần đây tăng cao. Gần 100% số người trong độ tuổi lao động đều có việc làm và thu nhập ổn định với mức từ 6 triệu đến 9 triệu đồng một người một tháng. Doanh nghiệp về địa phương thì tạo cái công ăn việc làm, bà con nhân dân có cái thu nhập ổn định và cái đấy cũng là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của địa phương. Tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Địa phương thì cũng rất mong các cơ quan năng tạo kinh phí để cho các doanh nghiệp vừa nhỏ có điều kiện và đào tạo sâu hơn về một số nghề có tiềm năng để nâng cao cái nguồn nhân lực cho địa phương. Năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Hưng Yên đạt 65%. Theo kế hoạch số 37 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, các cấp các ngành địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ sở doanh nghiệp và người lao động, nhất là lao động nông thôn đối với hoạt động dạy nghề. Từ đó, có trách nhiệm và tích cực tham gia công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế cho lao động nông thôn.